Cây thường xuân là cây gì, đặc điểm và ý nghĩa phong thủy? Thường xuân là một loại cây không còn xa lạ với chúng ta, cây vừa có lợi ích về y học vừa có giá trị phong thủy, vậy cây thường xuân là cây gì, cây có ý nghĩa phong thủy như thế nào, thường xuân hợp với những mệnh nào, cùng theo dõi bài viết trong video cây phong thủy nhé. Là một trong những loại cây cảnh phổ biến hiện nay, cây thường xuân được nhiều người lựa chọn trồng làm cảnh, làm hàng rào trước sân để tạo bóng mát hoặc để bàn trang trí, để hiểu rõ hơn về loại cây này. 1. Cây thường xuân là gì? cây thường xuân hay còn gọi là dây thường xuân, dây lá nho hay cây vạn niên tùy theo từng vùng miền mà loại cây này sẽ có tên khác nhau. Tuy nhiên, theo khoa học thường xuân có tên là Hedera helix thuộc chi dây thường xuân và có nguồn gốc từ Tây Á và Châu Âu. Loại cây này được biết đến là sự tượng trưng cho tuổi trẻ, tình hữu nghị và mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho người trồng. Cây thường xuân là cây thân leo có khả năng sống cực tốt, tuy là cây leo thân mảnh nhưng khá chắc chắn, có thể dài khoảng 20 đến 30 mét. Trên thân cây có nhiều đốt, mỗi đốt sẽ mọc ra dễ phụ và lá mới giúp cây lan rộng và phát triển, với cành da thì khá nhãn, còn cành non được bao phủ bởi lớp lông mềm mại, lá cây màu xanh nhạt khi còn non và sẽ chuyển sang đậm dần khi trưởng thành. Hoa thường xuân ra nhiều vào đầu thu, hoa có 5 cánh và cánh hoa trụng lại giống như chiếc ông, hoa thường xuân có màu vàng nhạt, hương hoa thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, hoa thường sẽ nở khoảng từ 1 đến 2 tháng và tạo của, của thường xuân có màu hơi đỏ và màu vàng. 2. Công dụng của cây theo các nhà khoa học đánh giá, thường xuân là loại cây cảnh có sức sống đặc biệt mạnh mẽ, không chỉ có vẻ đẹp cuốn hút, cây còn có nhiều giá trị phong thủy và công dụng trong đời sống. Cây thường xuân làm sạch không khí, thường xuân giúp tạo không gian xanh mát trong nhà hay những địa điểm bạn lựa chọn đặt cây. Theo một số nghiên cứu, thường xuân còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, có thể hấp thu các chất có hại như benzen, phenol, nicotine. Cây thường xuân làm quà tặng ý nghĩa, loài cây này có thể làm quà tặng cho người thân, bạn bè vì cây mang nghĩa muốn gắn kết lâu dài và thể hiện sự chân thành, ngưỡng mộ. Cây thường xuân có tác dụng chữa bệnh, lá thường xuân có đặc tính kháng viêm, sát khuẩn cao nên được sử dụng để giải độc tố ở gan, dạ dày và ngăn ngừa nguy cơ tiêu chảy hay mắc các bệnh về đường ruột. Ngoài ra, lá để đắp có công dụng chữa chứng viêm khớp, bệnh gút, bệnh thấp khớp, ta có thể dã nhỏ lá để đắp trực tiếp lên chỗ bị viêm. Lá thường xuân có khả năng làm lành da, chống ông si hóa và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư nguy hiểm. Thường xuân còn giúp tiêu đờm và chất nhầy bên trong phế quản, thông đường hô hấp và ngăn ngừa tắc nghẽn hô hấp. 3. Ý nghĩa cây thường xuân trong phong thủy Theo tương truyền, thường xuân có khả năng xua đổi tà ma, những vận hạn đen đủi, từ đó mang đến bình an, thịnh vượng cho gia chủ. Cái tên thường xuân cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, sinh sôi nảy nở và may mắn. Theo phong thủy, thường xuân mang mệnh mộc, tương ứng với màu xanh lá cây, xanh biểu tượng cho sự an yên, bình an, với người hay nóng tính, khó kiềm chế cảm xúc gây ảnh hưởng tới công việc chung thì nên trồng cây này. Ngoài ra, cây cũng phù hợp với những người có mệnh thủy, tùy vậy, cây là loài thực vật dây leo khả năng trường tồn và mọc quanh năm nên hợp với hầu như mọi tuổi và bất cứ ai cũng có thể trồng được. 4. Cây thường xuân nên tặng dịp nào? Cây thường xuân là loại cây có sức sống bền bỉ và mãnh liệt, trường tồn. Chính vì vậy, chậu cây cảnh đẹp này được xem là loại cây rất tốt theo phong thủy, là món quà thích hợp cho những dịp như lễ Tết là loại cây Tết đẹp, thi cử, mừng thọ, mừng thăng chức, khai trương. Ngay cả trong tình yêu, đây cũng là quà tặng đầy ý nghĩa. 5. Cách trồng và chăm sóc cây thường xuân Có 3 phương pháp trồng cây thường xuân đơn giản, dâm cảnh trong chậu đất, chọn một cành thường xuân non khỏe mạnh, sau đó dâm cảnh non được tỉa bớt lá vào chậu đất ươm cành non trong nước, cắm cành non vào nước, khi cành ra rễ thì trồng vào chậu cây, trồng cây thủy sinh, trồng trực tiếp cành non hoặc cây non vào trong nước. Cách chăm sóc cây thường xuân, tưới nước mỗi ngày cho cây, đặt cây ở gần một cửa sổ hay hiên nhà thoáng mát để cây đón chút nắng nhẹ vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. 6. Hình ảnh cây thường xuân đẹp trừng Tết trên đây là những thông tin và công dụng của cây thường xuân mà cây phong thủy tổng hợp được. Hy vọng với bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về loại cây này và có thể lựa chọn mua cây thường xuân để trang trí cho văn phòng, nhà ở của mình nhé.